số 1491 kinh Bồ Tát Tạng, án dịch đời Lương Tam Tạng tăng Già Bà La người phụ nam. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ Đức Phật ở tại khu vườn rừng Kỳ Đà Cấp Cô Độc thuộc nước Xá Vệ cùng với chúng đại tỳ kheo 1250 người và 72.000 Bồ Tát. Bây giờ trưởng lão Xá Lợi Phất nương vào thần lực của Phật liền từ chỗ ngồi đứng dậy, xòe áo vai phải, cúi phải, sắc đất chắp tay lễ Phật bạch: Bạch Thế Tôn, thì nam thì nữ phải sám hối dự tội như thế nào để mau đắc chánh đẳng chánh giác? Đức Phật bảo trưởng lão Xá Lợi Phất: Người muốn học chánh đẳng chánh giác, hoặc là hàng thanh văn, hoặc hàng duyên giác, hoặc hàng đại thừa, và các chúng sanh khác nên tụng 10 danh hiệu Phật ở 10 thế giới trong 10 phương, đốt 10.000 ngọn đèn, hoặc bằng dầu tô, hoặc bằng dầu hương và hương bột, cũng tùy theo số đèn, dùng nhiều loại hoa, nhiều loại quả, nhiều loại lá để thực hiện sự cúng dường lớn, thực hành việc bố thí lớn, đựng đầy 10 bình tần gia nước, 10 lọ nước, tắm rửa sạch sẽ, dùng hương thơm xông thân, mặc y phục mới sạch rồi rửa tay chân, mỗi tay cầm 10 cành hoa sen, còn phải chay tịnh, người giúp việc đều người ở đều phải sạch sẽ. Ở 10 phương đều thiết lập Phật tòa, người sám hối tùy nghi thiết lập tòa ở 10 phương, ngồi ngay tại chỗ đảnh lễ chư Phật 10 phương, miệng tự phát lồ sám hối hành nghiệp đã gây ra từ trước đến nay, cũng sám hối các tội ác đã gây ra trong sanh tử từ vô thủy đến nay, ăn năn việc đã qua, sửa đổi việc đang đến, thề chẳng làm nữa. Đức Phật dạy này, Xá Lợi Phất, ở phương Đông có thế giới tên là Ayodhya. Ở đó có Đức Phật hiệu là Nguyệt Thắng Kiết. Phương Nam có thế giới tên Nang Đà. Ở đó có Đức Phật hiệu là Chiên Đàn Kiết. Phương Tây có thế giới Bạc Đà La. Ở đó có Phật hiệu là Vô Biên Quang Minh. Phương Bắc có thế giới Nhiêu Ít Nhãn. Ở đó có Phật hiệu là Tràng Kiết. Phương Đông Nam có thế giới Nguyệt Quang. Ở đó có Phật hiệu là Vô Ưu Kiết. Phương Tây Nam có thế giới Tràng. Ở đó có Phật hiệu là Bảo Sát. Phương Tây Bắc có thế giới Minh. Ở đó có Phật hiệu là Hoa Đức. Phương Đông Bắc có thế giới An Ổn. Ở đó có Phật hiệu là Tam Vọng Mãnh. Phương trên có thế giới Nguyệt. Ở đó có Phật hiệu là Đại Công Đức Kiết. Phương dưới có thế giới Đại Danh. Ở đó có Phật hiệu là Quang Minh Kiết. Ngày đêm sáu thời hành đạo lễ bái, mặc áo bày vai phải, cúi phải quỳ sát đất chắp tay hướng Phật rồi nói thế này: Con đảnh lễ tất cả chư Phật Như Lai. Đó là chư Phật hiện tại trong mười phương đã đắc chánh đẳng chánh giác vô thượng, hiện đang chuyển pháp luân, hiện đang làm sáng tỏ pháp luân, hiện đang nắm giữ pháp thân pháp luân, hiện đang tuôn mưa pháp, hiện đang đánh trúng pháp, hiện đang thổi lo pháp, hiện đang dựng cờ pháp, hiện đang đốt đuốc pháp, hiện đang dùng pháp thí làm cho chúng sanh được đầy đủ, tùy theo sự ưa thích của chúng sanh mà đều nói pháp cho họ, luôn làm nhiều điều lợi ích an ổn cho chúng sanh, vì thương xót thế gian, vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Nên con đảnh lễ chư Như Lai, chư Phật là những bậc tôn quý đáng cúng dường. Chư Phật là trí tuệ lớn, là con mắt của thế gian, chứng biết cho thế gian, thống lãnh thế gian, hiện đang biết, hiện đang thấy. Con đem thân khẩu ý kính lễ quý ngài. Những nghiệp ác mà con đã gây ra từ vô thủy sanh tử đến nay là chướng ngại tất cả chúng sanh, hoặc khởi tham, hoặc khởi sân, hoặc khởi si, chẳng biết Phật pháp tăng, chẳng biết pháp thiện pháp bất thiện, hoặc dùng thân khẩu ý ác làm thân Phật chảy máu, hoặc phỉ báng chánh pháp, phở hợp tăng, hoặc giết la hán chân nhân, hoặc giết cha mẹ, hoặc khởi đủ 10 nghiệp bất thiện, hoặc đang làm sẽ làm, hoặc thấy người khác làm khen ngợi tùy ý, hoặc dùng 3 nghiệp của thân, 4 nghiệp của miệng, 3 nghiệp của ý để tạo tác các cái việc ác, dù là ác mất nhất phỉ báng người khác, hoặc lâm lường non thiếu cờ gian bạc lần với người, và khi sanh trong sáu đường làm phiền lòng mẹ cha, hoặc lấy vật của chùa tháp, hoặc dùng vật của tăng, hoặc dùng vật của tăng bốn phương, hoặc phá giới mà Phật đã chế, hoặc chẳng nghe lời hòa thượng A Xà Lê, hoặc sân hận, hoặc bắn giết, hoặc phỉ báng thanh văn chuyên giác đại thừa, hoặc cho bọn sẽ ra ghét mà tạo các nghiệp ác, hoặc chỉ mắng Như Lai, hoặc pháp nó là phi pháp, hoặc phi pháp nó là pháp, tất cả các tội ác như thế để con hướng về chư Phật ở mười phương bát đồ sám hối. Xin Như Lai, chư Như Lai thấy biết và chứng tri. Con ở trước Phật nhất tâm pháp lồ, không dám che giấu, không dám che giấu từ đại phát lồ, rồi về sau thì không dám làm nữa. Các nghiệp ác ấy đáng bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, hoặc bị rơi vào tám nạn. Nguyện xin các tội ấy hôm nay được tiêu diệt, vì là không sanh nữa. Hôm nay con ở trước chư Phật phát lồ sám hối, không dám che giấu
Sau khi vất lộ, tôi không tái phạm. Như các Bồ Tát quá khứ vì tu hành Bồ Đề, như sự sám hối của các ngài, hôm nay con cũng sám hối nghiệp chướng ngại như vậy. Sau khi phát lồ không thể dám tái phạm, như các đại Bồ Tát vị lai sẽ sám hối, con cũng phát lồ sám hối như vậy. Sau khi phát lồ tôi không tái phạm, như đại Bồ Tát hiện tại trong mười phương vị tu hành Bồ Đề hiện đang sám hối, con cũng phát lồ sám hối như vậy, tôi không tái phạm. Như các đại Bồ Tát trong ba đời quá khứ vị lai và hiện tại vị tu hành Bồ Đề đã sám hối, sẽ sám hối, đã sám hối, con cũng sám hối như thế, tôi không tái phạm. Này Xá Lợi Phất, các thiện nam thiện nữ nên sám hối như thế. Vì vậy này Xá Lợi Phất, nếu thiện nam thiện nữ nào muốn đạt được tất cả các pháp thanh tịnh không có chướng ngại thì cần phải sám hối các nghiệp chướng ác như thế. Đã phát lộ rồi thì không tái phạm. Nếu muốn sinh vào dòng họ giàu sang sắc lợi có nhiều quả báu có tướng mạo tốt đẹp và ai muốn đắc đại thừa thì nên sám hối như thế. Nếu muốn được địa vị của tứ thiên vương thì nên sám hối như thế. Nếu muốn được xa lan cõi trời 33, trời Diêm Ma, trời Đấu Xuất Đà, trời Hóa Lạc, trời Tam Hóa Tự Tại thì nên sám hối như thế. Nếu muốn được sanh lên cõi trời Phàm Thân, trời Phàm Phú Lâu, trời Đại Phàm, trời Thiểu Quang, Vô Lượng Quang, Quang Huy, Thiểu Tịnh, Vô Lượng Tịnh, Biến Tịnh, Thọ Phước Vô Quá Ngại, trời Quả Thật, trời Vô Tưởng, Bất Phiền, Bất Nhiệt, Thiện Kiến, Thiện Hiện, Sắc Cứu Cánh thì nên sám hối như thế. Nếu muốn sanh về cõi vô sắc không xứ, thức xứ, bất dụng xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ thì nên sám hối như thế. Nếu muốn đắc quả Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán thì nên sám hối như thế. Nếu muốn đắc ba minh sáu thông toàn lực tự tại các căn trí thông lợi của thanh văn, nếu muốn đắc quả bồ đề duyên giác thì nên sám hối như thế. Nếu muốn đắc nhất thiết trí, trí nhất thiết, trí thanh tịnh, trí bất khả tư nghì, trí vô đẳng đẳng, trí chánh biến thì nên sám hối như thế. Này sẽ là phát vì sao? Vì tất cả các pháp do nhân duyên sanh. Như Lai đã nói, pháp từ duyên sanh, pháp từ duyên diệu, do nhân duyên mà thay đổi. Pháp ấy trong quá khứ đã diệt, đã chuyển, nghiệp ấy không chướng ngại, các pháp ấy vị lai cũng không chướng ngại. Này sẽ lại phát vì sao? Vì tất cả các pháp mà Như Lai đã nói, thả đều rỗng lặng, không có chúng sanh, không có mạng sống, không có người, chẳng sanh, chẳng gì. Này sẽ lại phát tất cả các pháp do tự thân tạo tác, tự thân ấy cũng là sự hiện hữu. Này sẽ lại phát nói thì nên thì nữ muốn vào pháp tuệ này, thì đó gọi là không có chúng sanh thật sự, như vậy gọi là diệt trừ tất cả các nghiệp chướng. Bây giờ trưởng lão Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thiện nam thiện nữ muốn đắc chánh đẳng chánh giác vô thượng, muốn chứng đắc thừa thanh văn, thừa duyên giác đại thừa, hoặc có người khác tu công đức thì sẽ phát sanh căn lành tuệ hiển như thế nào? Đức Phật bảo: Xá Lợi Phất, thiện nam thiện nữ muốn nếu muốn tùy hỷ thì ngày đêm sáu thời mặc áo bày vai phải, vai phải quỳ sát đất, không có chắp tay nói: Nếu có chúng sanh nào ở mười phương đã làm việc công đức hoặc bố thí hoặc trì giới hoặc tu hành cho con đối với họ thì tất cả vì đó là sự tuệ bậc nhất, tuệ hơn hết, tuệ tối thượng, tuệ vô thượng, tuệ vô đẳng, tuệ vô đẳng đẳng, con đều tuệ như thế. Nếu có chúng sanh nào ở trong mười phương sẽ làm việc công đức hoặc bố thí hoặc trì giới hoặc tu hành, con đối với họ đều tuệ tất cả, vì đó là sự tuệ bậc nhất, tuệ hơn hết, tuệ tối thượng, tuệ vô thượng, tuệ vô đẳng, tuệ vô đẳng đẳng, có đều tuệ như thế. Nếu có chúng sanh nào ở trong mười phương đang làm việc công đức hoặc bố thí hoặc trì giới hoặc tu hành, có đối với họ đều tuệ tất cả, vì đó là sự tuệ bậc nhất, tuệ hơn hết, tuệ tối thượng, tuệ vô thượng, tuệ vô đẳng đẳng, có đều tuệ như thế. Họ đối với công đức của các Bồ Tát mà phát tâm Bồ Đề, hoặc công đức của Bồ Tát đã tu hành trăm kiếp, hoặc công đức của Bồ Tát đã đắc pháp nhẫn vô sanh, và công đức của Bồ Tát đã đắc quả vị bất thối, và công đức của Bồ Tát từ địa thứ nhất lần lượt đến địa thứ 10, có đều tùy hỷ tất cả, vì đó là sự tùy hỷ bậc nhất, tùy hỷ hơn hết cho đến tùy hỷ vô đẳng đẳng. Nếu Bồ Tát trước đã tu hành 6 ba la mật tương ưng căn lành công đức thì con đều tùy hỷ, vì đó là sự tùy hỷ bậc nhất cho đến tùy hỷ vô đẳng đẳng. Nếu Bồ Tát vị lai sẽ tu hành 6 ba la mật tương ưng với căn lành công đức thì con đều tùy hỷ, vì đó là sự tùy hỷ bậc nhất cho đến tùy hỷ vô đẳng đẳng. Nếu các Bồ Tát hiện tại đang tu hành sau ba la mật tương ưng với công đức cho con đều tùy hỷ, vì đó là sự tùy bậc nhất cho đến tùy hỷ do đã đẳng. Đối với công đức mà Như Lai ứng cúng trên biến tri trong quá khứ đã chứng đắc chánh đẳng chánh giác vô thượng, đã chuyển pháp luân, vì làm lợi ích cho chúng sanh, vì làm an ổn cho chúng sanh, vì thương xót chúng sanh, đem nghĩa lý làm lợi ích cho chúng sanh và công đức của chư thiên loài người thanh văn chánh giác Bồ Tát đã tạo ra, con đều tùy hỷ.
Nếu công đức mà Như Lai, vị Lai sẽ đắc chánh đẳng chánh giác vô thượng, sẽ chuyển pháp luân vì lợi ích chúng sanh, vì làm an ổn cho chúng sanh, vì thương xót chúng sanh, đem nghĩa lý làm lợi ích cho chúng sanh và công đức chư thiên, là người thành vai duyên giác Bồ Tát sẽ tạo ra con đường tùy hỷ. Đối với công đức mà chư Phật hiện tại trong mười phương đang đắc chánh đẳng chánh giác vô thượng, đang chuyển pháp luân, đang đốt đốt pháp, đang đánh trống pháp, đang thổi loa pháp, đang dựng cờ pháp, đang dùng pháp thí làm cho chúng sanh được đầy đủ, làm lợi ích cho chúng sanh, là an ổn cho chúng sanh, thương xót thế gian, đem nghĩa lý làm lợi ích cho tất cả người trời, và công đức mà hàng thanh phao chân giác đại thừa đang tạo ra, con đều tùy hỷ, vì đó là sự tùy hỷ bậc nhất, cho đến tùy hỷ vô đẳng đẳng. Này sẽ là Phật đang gọi lại chú nhóm tùy hỷ công đức, và công đức tùy hỷ, nếu thiện nam thiện nữ nào tu hành công đức này thì đạt được phước báo không thể tính đến, không thể lường. Này sẽ lại Phật, nói chúng sanh trong 3.000 đại thiên thế giới, cho đến chúng sanh trong các thế giới nhiều như các sông Hằng, đều diệt tận các lậu thành A-la-hán. Nó có thiện nam thiện nữ nào trọn đời dù bốn sự cúng dường, là có thiện nam thiện nữ nào tùy công đức như thế, thì công đức này hơn công đức cúng dường ấy vô lượng vô biên. Vì vậy này sẽ lại Phật, nếu thiện nam thiện nữ nào muốn đắc chánh đẳng chánh giác vô thượng thì nên tùy hỷ. Nếu người nữ nào muốn được thân nam thì nên tùy hỷ. Bây giờ Trường Lão sẽ là Phật bạch Phật: Thế Tôn đã nói tùy hỷ, nếu vì ánh quang minh của Bồ Tát thì ở hiện tại và vị lai thì nên khuyến thỉnh như thế nào? Đức Phật bảo: Sa Lợi Phất, nếu thiện nam thiện nữ muốn đắc chánh đẳng chánh giác vô thượng, hoặc thanh văn thừa, hoặc duyên giác thừa, hoặc đại thừa, hoặc chúng sanh khác, thì ngày đêm sáu thời mặc áo vai phải của phải quỳ sát đất cung kính chắp tay nói: Con kính lạy tất cả chư Phật Thế Tôn, chư Phật hiện tại ở mười phương đã đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, đang chuyển pháp luân, con đã lễ lạy Đức Phật ấy. Hôm nay con thỉnh cầu chuyển pháp luân, xin chư Phật Thế Tôn chuyển pháp luân, xin đốt đèn pháp, xin khai mở mắt pháp, xin đốt đuốc pháp, xin đổi mây pháp, xin thổi loa pháp, xin đánh trống pháp, xin dựng cờ pháp, vì làm lợi cho chúng sanh, là an ổn cho chúng sanh, vì thương xót thế gian, vì làm lợi cho tất cả trời người. Này sẽ là Phật, ngày đêm sáu thời và áo bày vai phải với phải quyền sắc đất cũng có chấp tay nói: Con kính lạy tất cả chư Phật Thế Tôn, nếu chư Phật ở mười phương muốn vào niết bàn thì con sẽ kính thỉnh chư Phật ấy đủ lâu ở đời, vì lợi ích cho chúng sanh, an ổn chúng sanh, thương xót chúng sanh, dùng nghĩa lý làm lợi ích cho tất cả người trời. Con vì chánh đại chánh giác vô thượng mà thực hành sự kính thỉnh này. Này sẽ đại Phật, đây gọi là công đức khuyến thỉnh. Do công đức khuyến thỉnh này có đức mà thiện nam thiện nữ ấy đạt được không thể tính đếm suy lường. Này sẽ đại Phật, nếu có thiện nam thiện nữ trải đầy bảy báu cả 3.000 đại thiên thế giới đã cúng dường Như Lai, so sánh thì công đức của thiện nam thiện nữ khuyến tỉnh đã nói trước vỡ hơn công đức này vô lượng vô biên. Này sẽ là Phật, nấu trại bảy báu đầy các thế giới nhiều như các sông Hàn để cúng dường chư Như Lai, nếu so sánh thì công đức khuyến tỉnh của thiện nam thiện nữ trước vẫn hơn công đức này vô lượng vô biên. Khuyến tỉnh đấng chánh đại chánh giác vô thượng như vậy là sự khuyến tỉnh của ta. Này sẽ là Phật, đây gọi là công đức khuyến tỉnh. Với phước đức khuyến tỉnh này, nếu thiện nam thiện nữ nào hiện đang khuyến tỉnh thì công đức chẳng thể suy lường. Vì sao? Này sẽ lại Phật, trước kia ta tu hành hạnh bồ đề, ta đã khuyến tỉnh chư Phật chuyển pháp luân như vậy, do công đức này ta đắc chánh đẳng chánh giác vô thượng, Đế Thích chủ thiên chư thế giới ta bà là phạm thiên vương vân vân còn khuyến tỉnh ta chuyển pháp luân, làm nhiều điều lợi ích an ổn cho thế gian, cho đến dùng nghĩa lý làm lợi ích cho tất cả trời người. Này Xá Lợi Phất, trước kia ta khuyến tỉnh chư Như Lai vì muốn chánh pháp trụ lâu ở đời, ta vì căn lành công đức này mà đắc 10 lực 4 ý 8 pháp bất cộng, đắc 4 biện tài vô ngại, đắc đại từ đại bi, dù ta đã nhập niết bàn nhưng pháp của ta sẽ tồn tại lâu dài. Bây giờ Trường Lão Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thì nam thì nữ muốn đắc chánh đại thiên giác vô thượng, hoặc thanh văn thừa, hoặc duyên giác thừa, hoặc đại thừa, hoặc chúng sanh khác, phải hành hồi hướng căn lành giác thiết trí như thế nào? Khi ở Đức Phật bảo Xá Lợi Phất, nếu thiện nam thiện nữ nào muốn đắc chánh đại chánh giác vô thượng, hoặc thanh văn thừa, hoặc duyên giác thừa, hoặc đại thừa, hoặc chúng sanh khác, thì ngày đêm sáu thời mặc áo bài vai phải có phải quỳ sắc đất chúng có chắp tay nói: Những căn lành công đức mà con đã tạo được trong duyên thị sinh tử, như hoặc đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng,
hoặc một người cho đến cho súc sanh một bát cơm, hoặc sám hối, hoặc khiến tịnh, hoặc thể hệ, hoặc công đức quy tam bảo tọa giới, tất cả đều hợp lại hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Như chư Phật Thế Tôn, dù hiện trí vô trước trí hồi hướng cho tất cả chúng sanh, con cũng như vậy hướng cho tất cả chúng sanh. Như thầy cầm ngọc báu bố thí cho tất cả, như mây rơi mưa xuống thấm nhuận không cùng không giảm, sự giàu thịt sang của chúng sanh không giảm, để công đức không giảm, pháp không giảm, trí tuệ không giảm, nhận thức không giảm, vì đắc chánh đại chánh giác vô thượng không giảm. Để đắc nhất thiết trí, con dùng công đức bố thí cho chúng sanh này, tất cả đều hợp lại hồi hướng về chánh đại chánh giác vô thượng. Nhờ căn lành này, nguyện làm cho tất cả chúng sanh cũng đắc chánh đại chánh giác vô thượng, đắc nhất thiết trí. Như chư Bồ Tát trước đây vì Bồ Đề mà tu hành căn lành, hồi hướng vì nhất thiết trí, con cũng như vậy hồi hướng vì nhất thiết trí. Nhờ căn lành này, con sẽ đắc chánh đại chánh giác vô thượng, đắc nhất thiết trí. Như chư Bồ Tát vị lai sẽ tu hành hồi hướng căn lành vì nhất thiết trí, con cũng như vậy. Vì hồi hướng căn lành vì nhất thiết trí, như chư Bồ Tát hiện tại đang tu hành căn lành vì nhất thiết trí, con cũng như vậy hồi hướng căn lành vì nhất thiết trí. Những căn lành này nguyện cho tất cả chúng sanh đều đắc chánh đại chánh giác vô thượng, đắc nhất thiết trí. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước kia ngồi nơi cội cây Bồ Đề, trụ định vô cấu không thể nghĩ bàn, thuyết phục các ma ác, các pháp hiện hữu có thể biết, có thể thấy, có thể rõ. Giờ lúc gần sáng khi sao mai mọc, dùng nhất niệm tương ưng với tuệ hành diệt khổ đạo cho đắc đề hồ, con cũng như vậy tất cả chúng sanh đều học học theo vô thượng chánh đại chánh giác. Như Như Lai vô lượng quang minh, Như Lai thắng quang minh, Như Lai thanh tịnh quang minh, Như Lai công đức quang minh, Như Lai sư tử, Như Lai bách quang, Như Lai cao minh, Như Lai võng quang, Như Lai châu quang, Như Lai hỏa quang, Như Lai quang vương, Như Lai trang nghiêm, Như Lai bảo tràng, Như Lai pháp tràng, Như Lai thắng thần, vân vân. Ứng cúng chế biến trì và như chư Phật Thế Tôn khác đại đắc chánh đại chánh giác vô thượng, là chuyển pháp luân, vì lợi ích cho nhiều chúng sanh, vì làm an ổn cho các chúng sanh, vì thương xót thế gian, cho đến dùng nghĩa lý làm lợi ích cho tất cả trời người, con cũng như thế. Vì tất cả các chúng sanh mà đắc chánh đại chánh giác vô thượng, sẽ chuyển pháp luân, vì lợi ích cho nhiều chúng sanh, vì an ổn cho chúng sanh, vì thương xót thế gian, cho đến dùng nghĩa lý làm lợi ích cho tất cả trời người trời. Này sẽ là Phật đang gọi là công đức hồi hướng. Công đức này hơn công đức bố thí trước cả trăm phần, ngàn vạn ức phần, cho đến tính đếm thí dụ cũng không thể sánh kịp. Này sẽ là Phật nói thiện nam thiện nữ thọ trì kinh này, dạy nó cho mọi người theo công đức đã được vô số vô lượng. Này sẽ là Phật, nó có người có thể khiến cho đủ loại chúng sanh ở 3.000 đại thiên thế giới trong khoảng một niệm đều được thân người, rồi là có thể khiến cho đắc bồ đề duy giác. Thường dùng bốn sự cúng dường, cúng dường cho mỗi duy giác bảy báu như núi Tu Di. Cứ như thế hàng ngày cho đến lúc vị ấy nhập niết bàn, nhập niết bàn rồi, dân thác bảy báu dùng hoa cờ hương cờ lộng để cúng dường. Thì này sẽ là Phật, theo ý ông thì sao? Thì nên từ nơi ấy để đạt được công đức có nhiều chăng? Sẽ là Phật đáp: Bà Thế Tôn nhiều lắm, bà thiền thệ nhiều lắm. Này sẽ là Phật, thì nên từ nơi nào tạo trì kinh này thì công đức đạt được là càng nhiều hơn công đức trên. Để có đức này hồi hướng về cho đại chánh giác vô thượng, cho có đức này hơn có đức trước trăm phần, ngàn vạn ức phần, cho đến tính đếm thế dụ của không thể kịp. Vì sao? Này sẽ là Phật, vì thiện nam thiện nữ tinh kinh này khuyến thỉnh cho Phật khắp mười phương chuyển sanh pháp luân. Như ta đã nói là pháp thí hơn tài thí. Bây giờ bốn chúng gồm một vạn người đều đứng dậy, sửa lại y áo, sửa lại áo vai phải, có phải sát đất cho tay hướng Phật thưa: Bạch Thế Tôn, chúng con sẽ tọa trì kinh này, giảng nói cho mọi người, họ sẽ tin theo. Vì sao Bạch Thế Tôn? Vì chúng con muốn đắc chánh đại chánh giác vô thượng, chúng con sẽ thành tựu căn lành như thế, pháp lành như thế. Khi ấy thiên vương Đức Thích dùng hoa trời đã cúng dường Thế Tôn và kinh pháp này, rồi bạch: Bạch Thế Tôn, kinh này có công đức lớn vì làm tăng trưởng căn lành của các Bồ Tát, vì diệt trừ nghiệp chướng. Đức Phật bảo Đế Thích: Đúng vậy, đúng vậy Kiều Thi Ca. Vì sao? Này thiên vương, ta nhớ về vô số kiếp quá khứ, khá có đức đại quang tụ Như Lai ứng cúng chi biến tri xuất hiện ở đời. Này thiên vương, đại quang tụ Như Lai ứng cúng chi biến tri thọ 68 ức tuổi, lần đầu tiên thuyết pháp có trăm ngàn vạn ức đệ tử, tất cả họ đều là a la hán đã diệt tận các lậu. Thuyết pháp lần thứ hai có 99 ngàn ức đệ tử cũng đều diệt tận các lậu, đắc a la hán.
Thuyết pháp lần thứ ba có 98 ức trăm ngàn đệ tử đời tần các lậu đắc A-la-hán. Này thiên vương, Đức Đại Quang Minh Tụ Như Lai ứng cúng chỉ biết tri vì tất cả thế gian chư thiên phạm vương sa môn bà la môn đến trụ thế trải qua 68 ức tuổi. Khi ấy á, thiên vương Đức Thích và bốn chúng theo Như Lai Quang Minh Tụ tọa trì kinh này vì tạo nhiều lợi ích cho tất cả thế gian, vì thành tựu chánh đẳng chánh giác vô thượng. Là có một thiên nữ tên là Kiệt Già Đà tọa trì kinh này, phát tâm chánh đẳng chánh giác vô thượng để bảo thân nữ được thân nam thường sanh trong cõi người trời, không trải qua đường ác 84.000 đời làm chư luân vương. Này Kiều Thi Ca, thế ông thì sao nên đến đây người nữ Kiệt Già Đà kia đâu phải người nào khác mà chính đó chính là thân ta. Thuở xưa ta ở trong ức trong ngày thế giới gặp được vô số Phật được một hiệu là Như Lai Quang Minh Tụ. Ở chỗ của những Phật ấy ta đều nghe cái này. Nếu thì nay thì nữ nào nghe danh hiệu Đức Như Lai này chắc chắn sẽ đắc đại bát niết bàn. Nếu có người nữ nghe danh hiệu Đức Như Lai Quang Minh Tụ này thì sẽ chuyển thân nữ, khi tuổi thọ hết thì không có nghi ngờ tán loạn, chẳng còn ở lại thọ thân nữ nữa. Này Kiều Thi Ca, đại công đức của kinh này có thể thâu tóm căn lành của các đại Bồ Tát, có khả năng diệt trừ các nghiệp chướng ngại. Bây giờ Đức Thích bạch Phật, bạch Thế Tôn, kinh này tên gì và tọa trì thế nào? Đức Phật bảo Đức Thích: Này Kiều Thi Ca, kinh này tên là Diệt Nghiệp Chướng Ngại, ông nên thọ trì, cũng gọi là Bồ Tát Tạng, ông nên thọ trì cũng gọi là Đoạn Nhất Thiết Nghi, như vậy mà thọ trì. Đức Phật giảng thuyết kinh này rồi, thiên vương Đức Thích và trưởng lão Xá Lợi Phất, chúng tỳ kheo và các Bồ Tát rồi người Atula càng thất bại, tất cả thế gian nghe lời Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Kinh Bồ Tát Tạng.